hello anh em á, à, khá là may mắn khi mình đăng cái video cái tóc ở kết lên á thì có anh em hỏi là à, anh em nói là mình quay một cái video hết kết mà cái sáng ngược nè, tức là cái phần tóc chảy từ bên phải qua trái nè. Mình biết là anh em muốn uh, coi video này là anh em muốn coi cái cái cách cắt cái phần kéo ở trên đó đó. <laughs> thì cái phần này nó nghịch tay nha, cái phần này nó nghịch qua bên trái cho nên nó hơi khó cắt rõ ràng là nhiều anh em không có thuận tay trong đó có cả mình nha trong đó mình mình cũng không có hận tay nha thì đầu tiên là mình chia một cái đường kẻ cho nó rõ ràng ha những cái tóc mà cái hở trước mà cắt kỹ á tóc này mình cắt thì anh em chia đường này dễ lắm anh em chỉ cần chảy ra là anh em thấy cái đường thẳng băng à đâu có cần phải chia từng con tóc đâu thì mình chia bên đây một đường nè phân cái khu ở trên xuống thì lúc này mình dùng cái con otter dùng cái cử 4mm ha mình sẽ đi cái khung cái video này thì mình chỉ muốn nhấn mạnh cái phần cắt kéo trên phần 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 top á cho nên cái phần khung này anh em đã coi video mình rất là nhiều nha còn nếu anh em nào mà mới vô coi anh em chịu khó coi lại những video trước đó, thì mình quay tỉ mỉ hơn ha cái video này mình chỉ quay tắt cái bước nha tức là mỗi bước á thì mình sẽ quay một vài giây để cho anh em biết là cái bước đó chuẩn bị làm cái gì á anh em có thể thấy đầu tiên là dùng 40 ly của otter đi cái phần khung sau đó anh em dùng chấn viền anh em chắn cái viền rồi sau đó anh em dùng cái tông đơ mở cái lưỡi á, anh em đi một cái khoảng màu từ 1,5 cho đến 2 xăng anh em dùng cái cử 1,5 mm để phá cái ranh giới của mở lưỡi và 40 mm ha thì cái khúc này nó hơi dài anh em thấy cái khúc này tương đối hơi dài á cho nên là anh em rén liên kết á rồi sau đó thì anh em dùng cái con chấn viền anh em cắt bỏ phần tóc ở dưới ha dùng chấn viền cắt bỏ phần tóc ở dưới cùng ha. Anh em cứ đi kỹ kỹ cho sạch nha Nhớ là đi tới đâu thì đi qua luôn à, Để tránh trường hợp quay lại nha Anh em dùng tông cắt thì cái phần ở dưới cùng nó không có sát đâu Anh em nên có một con chấn viền cho mình nha Thì con của mình đang dùng là con camera Con này mình mua có hai trăm rưỡi Nó cũng mạnh đó. Pin xài được 2-3 ngày chưa hết á Máy mạnh lắm Anh em nên mua một con như mình đó. Để dành mình cắt cái phần tóc dài ở dưới nè Mình cắt cho nó sát nha cái con tông đơ mà cắt á, anh em cắt không có sát bằng cái con này đâu cho nên nó không có đẹp đâu ở tiếp đó thì mình dùng tông đơ á, mình đóng lưỡi lại để mình phá cái ngắn ranh giới nè cái bước này nó theo kinh nghiệm nha anh em phải làm đủ lâu rồi anh em anh em phải 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 cắt đủ lâu thì anh em mới có thể làm tốt bước này nha còn không anh em không có phá được cái ranh giới này đâu thậm chí là anh em càng cắt nó lại càng cao lên á cái ngắn của nó không hết nha anh em nhớ là không có cắt phạm lên trên cái mảng màu của 1.5 nha cái lúc này mình chỉ phá cái ranh giới của con trắng viền và cái phần mở lưỡi nha tiếp đó mình dùng cạo khô nha. tiếp đó mình dùng cạo khô mình cạo cái phần ở dưới cho sạch cái cạo khô khó xài lắm nha anh em anh em nhớ nha cạo khô nó sẽ làm xuất hiện một cái ngắn mới và vô cùng khó có thể phá được cái ngắn đó nha anh em nhớ nha cạo khô hiện sự là nó rất rất là khó cạo á thì lúc này là mình dùng cái con tông đơ đó, mình kê lược mình hớt liên kết giữa cái phần hớt cử và cái phần tóc còn lại nha thì anh em dùng cái lược ngang để cắt bớt cái phần tóc dài rồi anh em dùng lược xéo hoặc là lược dọc á anh em kê lại cho nó mướt cái khuôn đầu của khách là nó hay ôm vô nha cho nên mình dùng luôn lượt ngang để mình đi cắt cho mướt nè cái lượt của mình thì nó không bám tóc anh em á cái lượt này nó không có bám tóc cho nên dùng theo cái kỹ thuật cắt của mình á thì dùng cái lượt này mới được có nhiều anh em là mua tông đơ á trong cái tông đơ nó có cái lượt này nè nhưng mà về anh em xài không có được cái khung này từ đầu mình không có chốt á mình dùng cử mình hớt lên luôn ha cho nên lúc này mình hớt cái khung nó thoải mái hơn còn những cái tóc mà khó mình chốt khung thì mình phải đu heo khung Còn tóc này mình không có chốt khung Cho nên lúc mình cắt cũng sẽ thoải mái ha Bây giờ mình sẽ dùng tông đơ Mình ráng mình xử lý cái phần đen này nè Bớt phần đen càng nhiều càng tốt Còn mà mình chốt khung Thì cái phần đen này mình không được đụng vô Mình phải nhặt sạn Bằng cái kéo tỉa Anh em cứ dùng lượng anh em Cơ cái phần này nè Liên kết cái phần ở trên Với cái phần hớt cử Cho nó liền vô nhau là được có thời gian thì anh em tập thêm thao tác lượt á lượt ngang lượt dọc lượt xéo nhưng mà nói cái lượt mình không bóp tóc anh em để ý kỹ ha cái tóc nó không chui vô cái lượt đâu nha cho nên cái lượt này hơi khó cắt nhưng mà tại vì mình cắt cái kỹ thuật của mình á cho nên mình phải dùng cái lượt này á mình dùng cái lượt khác cái lượt dẹp như anh em hay xài á thì nó chui tóc vô nhiều quá mình cắt không có được thì lúc này có một số cộng dư rìa đây nè thì mình quyết định mình sẽ bào nó nhớ là lúc này anh em bào cẩn thận nha nhớ là phải bào cẩn thận ha mình bào mà nó khuyết vô tới nó ăn vô á lõm tóc vô là là hư luôn á thì lúc này ở phần trên cùng á nó còn một số chỗ đen mà mình dùng lượt mình hết không có tới á thì mình quyết định dùng kéo tỉa để mình tỉa bớt nó đi ha như mình nói ở những video trước anh em có thể coi lại nha thì cái kéo tỉa này là nó giảm độ dày của tóc làm cho cái phần tóc nó đỡ đen anh em cũng có thể làm cho phần tóc đỡ đen bằng cách là anh em cắt ngắn nó đi cắt ngắn đi nó sẽ đỡ đen nhưng mà cắt ngắn đi thì chỗ đó bị khuyết cho nên mình sẽ dùng kéo tỉa mình làm mỏng nó bớt để nó đỡ đen nhưng mà cái khung nó vẫn đảm bảo như vậy không có bị ảnh hưởng tới khung cái video này mình chỉ muốn tập trung vô cái phần tóc cắt trên kéo cho nên những cái phần này mình lướt qua anh em á anh em mà mới coi video mình đầu tiên thì anh em có thể vô trong cái trang mình nó coi là những video trước thì lúc đó mình quay cặn kẽ từ đầu tới cuối nha video này mình muốn trả trả lời anh em là phần cắt kéo ở phía trên cái phần ngực tay á anh em hỏi cái tóc này là mình biết chắc là anh em muốn tập trung cái phần kéo cho nên mình sẽ quay cái phần khung tương đối nhanh đó, nó hơi tắt thì lúc này là mình tiến hành xịt nước nè mình cắt thì mình cắt trên tóc ướt anh em ha mình cắt tóc khô mình nắm khó lắm anh em nhớ là cắt tóc rồi cắt trên tóc ướt rồi bây giờ mình chia tóc lại một lần nữa nè để không có cọng tóc nào rớt về bên kia. Mình cắt cái phần mái nghịch á, thì đầu tiên á, mình sẽ so cái phần mái trước nè anh em để nha. Mình sẽ so cái phần mái này trước. Anh em cắt canh cái viền này trước nè. So cái phần mái này trước. So cho đều á, họ từ cái phần viền này nè, mình sẽ làm cái điểm á, cái điểm chuẩn để mình hết cái phần còn lại nha. Nhớ anh em so cái phần này cho nó chính xác luôn càng ra trước tráng thì nó càng chuối cái độ dài của phần này nhiều quá cũng đẹp mà ngắn quá cũng đẹp anh em cố gắng nhìn ra một cái một cái chuẩn nào nó mang cái tính thẩm mỹ á. mình nhìn phải vừa mắt mới được nha cái góc cắt của mình đang là góc cắt không độ mà. cái lượt mình đang sử dụng là cái lượt is á thì cái lượt này nó trên thị trường đâu đó khoảng tầm hai trăm tới ba trăm anh em làm tóc thì có thể suy nghĩ nên mua cái lược này á. có những cái lượt khác nó nháy á nó đâu đó tầm hai chục ba chục nhưng mình vẫn không khuyên xài tại mình đã có xài rồi mình thấy nó không 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 có tốt mấy cho nên mình không xài nữa người ta nói là nhức đồ gì người á cái đồ anh em tốt đã thì tay nghề mình mình mới nói được em bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt tức là do mình chéo tay nha do chéo tay và những anh em khác cũng sẽ chéo tay cho nên mình sẽ đứng ở đằng trước mình cắt đợi nó hận tay nha thì anh em lấy cái cọng hồi nãy á cái cọng ở cái cái rìa mình vừa mới cắt xong á làm chuẩn để mình cắt những cọng còn lại trong thì nó càng đi qua bên cái đường kẻ thì nó càng dài anh em thấy cái tay mình không càng qua bên đường kẻ thì cái cọng tóc nó sẽ càng dài lấy cái cọng ở cái rìa làm chuẩn cho nên lúc đầu mình cắt cái rìa trước do mình nghịch tay cho mình vẫn phải đứng đằng trước có nhiều anh em mà không nghịch anh em hận luôn thì anh em đứng đằng sau cắt nha còn riêng mình đứng đằng sau mình cắt không có được không phải thông được nhưng mà mình cắt không có đúng cái góc độ không đúng ra cái tóc nó không chuẩn cho nên mình quyết định lên đằng trước cắt chứ mình cũng không hay gì đâu cái tóc nghịch mình cũng phải đi tìm cái hướng thận mình cắt thì sau khi mình cắt xong đường kéo đầu tiên thì mình sẽ liên kết tiếp cái phần tóc đó để ra cắt cái đường để ra cắt cái phần tóc ở gần cái đường kẻ ấy kìa anh em thấy nó cực kỳ dài không bây giờ mình sẽ cắt nó ngắn xuống nhưng mình nói thì nó là một cái vòng tròn và cái đường kẻ đó là mình cắt cái vòng tròn ra thì từ đường kẻ đó nó sẽ đổ tóc về phía bên bên hông bên này nè tạo thành một cái nửa đường tròn á anh em hiểu là cái tóc nó cần cái gì á, thì anh em cắt ra được nó dễ lắm anh em hình dung ra là mình phải cắt như thế nào à thì bên trái qua phải hay trái phải qua trái và những kiểu tóc khác thì nó cũng vậy nên nó cũng gần như không không có gì khác lúc này mình tỉa bớt tóc cho nó nhẹ ngọn nha thì mình sử dụng cái kỹ thuật tỉa là tỉa trượt anh em phải không tức là mình sẽ bấm kéo á mình nhấp 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 để mình di chuyển lên anh em phải không cái tay cầm tóc và tay cầm kéo mình á hai tay kết hợp thì cái cái nhát tỉa đầu tiên thì nó sẽ đứt khoảng tầm 15 tới 20 trăm thì kẹt lên trên thì mình lại càng nhấp tức là cái nhấp đầu tiên thì nó mắc 15 phần trăm lên cái nhấp thứ hai thì cái tóc còn lại khoảng tầm trăm bị nhấp thêm một lần nữa là mất 15% nữa Tức là càng lên ngọn, ngọn càng mỏng anh em cứ hình dung nha Cứ mỗi lần nhấp thì mình trừ đi 15% Cho nên cái lúc mà lên trên ngọn thì ở trên ngọn đâu đó còn khoảng 50% tóc à Tức là càng lên ngọn thì sợi tóc sẽ càng nhẹ ha Mình đừng có tỉa sâu quá, tỉa sâu quá nó, nó, cộng dài cộng ngắn nó sẽ hơi khó khó chảy nha Mình tỉa đâu đó khoảng tầm 2cm đến 2cm rưỡi phần trên ngọn thôi còn tỉa này nó có muôn vàng kỹ thuật tỉa nha, anh em thấy tỉa như thế nào mà anh em làm tốt thì anh em cứ làm thôi à Đừng có nói đúng sai hay là tỉa không đúng, tỉa thế này mới đúng, thế kia là sai hay là Giống như vậy, tỉa tóc để làm mỏng tóc thôi, anh em cứ tỉa mỏng tóc là anh em thành công thôi, còn mỏng như thế nào cho anh em quyết định nha Mình cắt, mình muốn cái tóc ra như thế nào thì mình biết, cho mình tỉa nó sẽ chính xác, anh em mà coi video á anh em nói mình tỉa sai tỉa đúng hay là tỉa bằng kéo tỉa hay là tỉa bằng kéo cắt hay là tỉa lên tóc khô tóc ướt thì mình cảm thấy nó cái đó là anh em gán ghép nó đâu phù hợp đâu như tóc này mình hớt xong một hồi anh em coi mình hớt xong dẫn ra cái tóc đàng hoàng mà đâu có sai và đúng đâu ở lúc này mình chạy tóc cho anh em coi á cái so le từng của tóc ha ở lúc mà chạy xuống anh em thấy nó sẽ so le mỏng ra ngọn ở lúc này mình sẽ so là lần nữa cái đường cắt đó đó coi cho nó ngay rồi bây giờ tiến hành mình kiểm tra lại cái từng của tóc nè anh em hết mà chỗ này mà nó bằng y nhau á tức là cộng tóc ở đằng cái đường rẻ mà nó chạy dài xuống dưới cái rìa nè là mình gọi là cắt một lớp á tức là nó phủ xuống á, thì tóc nó nặng lắm mình chảy không được đâu mình phải cắt cái từng nó giật so le lên thì mới được nha rồi sau khi mình cắt xong phần tóc thì mình quay trở lại đây nè mình tiến hành trắng cái phần tráng vuông hơn mình cắt ở được kết nhiều năm nay lắm rồi đâu đó tầm 7 tám năm rồi thì cái ở được kết nào mình cũng trắng cái tráng vuông á trừ khi khách không yêu cầu Ừ anh em thấy tráng khách mà cao rồi á anh em trắng lui xuống á nhưng mà nó mà đang trắng cái phần tráng lui xuống đâu đó khoảng tầm một xăng á nhìn cho nó hấp lại nhìn cho nó hấp lại nha đừng có trắng cái tráng cao quá đã tráng cao rồi mà trắng cao nữa nhìn nó giống hối lắm lúc này mình trắng cái tráng cho nó rõ ràng hơn thôi thì cái tóc anh được kết đó nó đẹp nằm ở độ sắc nét á mình can hiệp nhẹ chút xíu như vậy nè thì nhìn nó sáng sủa ra nhìn nó đẹp những anh em không thích thì thôi nha tức là mình cũng không có yêu cầu anh em phải làm giống như mình nhưng mà mình làm thì anh em đừng có anh em đừng có bác bỏ tại vì mình làm cho khách mà anh em tham khảo á anh em không thích trắng cái phần tráng này thì thôi nha. còn mình mình vẫn trắng nha mình làm nhiều năm tới giờ lắm mà mình vẫn cứ cắt ở được kết cho khách thì mình vẫn trắng thôi thì mình vẫn trắng cái tráng cho khách nhiều năm nay lắm rồi thì khách cũng cũng chơi quen với cái việc này rồi mình mà không trắng mình tráng thì nhiều khi khách thấy không có quen á anh à, em nhớ là lấy cái phần tráng vuông mà đừng có cắt lên cao quá nha mình cắt vừa phải để nhìn nó nó rõ ràng là được thì lúc này mình dùng xịt dưỡng á mình xịt sơ lên tóc á để mình sấy tóc á, tóc nó đỡ bị ảnh hưởng cái nhiệt máy sấy thứ hai là lúc mình sấy nó sẽ phòng tốt hơn ha. mình sấy không nó không phòng mấy đâu mình phải sấy có xịt dưỡng có xịt tạo phòng á thì tóc nó phòng nó mới đẹp được thứ hai là nó dễ vô nếp đó anh em mà sấy bình thường á là nó không vô được còn nếu anh em cắt mà xịt nước chảy không thì nó còn nó còn không vô được hơn nữa thì sự ra này là tóc tạo kiểu thì nó cần được tạo kiểu anh em á anh em mà làm ở ở nhà ở quê đi khách không có nhu cầu á anh em cắt nó không khi nào mà ra được cái tóc mà anh em cảm thấy mà tự tin để đăng lên trên facebook đăng lên trên tiktok để anh em cho mọi người coi đó cái tóc cắt như mình nói mình hay nói là tóc cắt nó được có chính phần còn cái phần còn lại nằm ở tàu kiểu á bây giờ cắt không ra thì làm sao đẹp được mình ráng tàu kiểu ra nữa thì nó nó mới xong kết thúc cái đầu tóc được anh em cứ nhìn thấy mình sấy sấy chưa hết là nó cao mú rồi nè nó phồng lên rồi cái phần mái hoặc là những cái phần nào mình muốn kiểm soát á thì mình dùng máy sấy á mình sấy một cái lượng cái nơi kiểm soát nó lên á rồi bây giờ mình tiến hành cạo đường cái đường rẽ ngôi nha mình nhắc lại là đường rẽ ngôi này anh em chỉ cạo đứt hai cái góc tóc thôi nha chỉ cạo đứt hai góc tóc thôi là cái độ đẹp nó tốt nhất là anh em cạo tới góc thứ ba là đã nhìn nó to đó còn một góc thì anh em nhìn không thấy anh em nhớ là chỉ cạo đứt hai góc tóc thôi không cạo nhiều quá cạo nhiều quá ra cái đường nó to lắm người ta hay nói vui vui người ta nói là cạo cái đường mương hay là cạo cái đường quốc lộ á mình đã là hở tóc mà mình cạo cái đường nó ra vậy thì... Mình cảm thấy ái nái với khách hàng đó nha Mình dùng cái ngón cái á, Mình làm cái điểm tựa Giống như mình làm cái đồng bẫy á Để con dao bên tay này nè Mình có cái điểm tựa Để mình cạo xuống vào tóc bên này Nếu anh em không có ngón cái đó đó Anh em cạo không được đâu Dùng ngón cái đó làm cái đồng bẫy á Để mình bẫy con dao về phía bên này nè Con dao lao nó bén lắm nha Anh em chỉ cần kéo nhẹ là đứt à cứ nhớ là đứt hai cái góc tóc là đủ à Tóc hư thì hai góc tóc nó rộng hơn Cái tóc dày hai góc tóc nó nhỏ hơn, ưu tiên hai góc tóc là nhìn nó đẹp rồi Lúc này anh em chải nè, để lấy cái phần tóc mà mình vừa mới cạo đứt ra Rồi tiến hành cạo viền á Cạo tráng nè Cạo hai bên phần mai Bên phần mai này thì có anh em hít lắng vô sâu để tạo thành một cái cua gọi là cái đường lay up á, anh em cạo một cái cua đủ sâu đủ đủ đẹp có nhiều anh em thì không thích cạo sâu do nó mọc ra anh em thấy nó mọc ra nó bị hai từng màu á anh em nhìn không thích cho nên là có người cạo không lắng có người cạo lắng có người cạo cái bát đó nó vuông có người cạo bát nó tròn thì do cái cá tính do cái cách làm của anh em ha cái này anh em đừng có đừng có tranh cãi nhau vấn đề này làm chi thì anh em thích làm cái nào thì anh em làm cho khách cái đó thôi còn anh em làm cho thợ thì nhiều khi thợ muốn cạo tròn thì anh em cạo tròn, thợ muốn cạo vuông thì cạo vuông. Còn bình thường trong tiệm thì mình cạo như vậy nè, mình cạo trăm khách ngàn khách mình cũng cạo như nhau hết nè. Thì khách ở tiệm mình thì đi theo cái cái cá tính của mình á. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em á, không biết có nhiều anh em nào mặc đồ sida giống mình không á. Thì từ hồi mình mong biết mặc đồ sida, mình chơi đồ sida đến giờ là cũng hết mấy năm rồi. Thì cái số tiền mình bỏ ra để mua quần áo nó cũng ít. Như cái áo mình đang mặc thì áo của ghét cái hiệu ghét ở đây thì áo đó mình mua 40 mươi ngàn cái áo hung ở trong là cái áo sovoku của hàn quốc thì áo đó đợt mình mua đồ nhiều cái shop nó tặng mình luôn nó không tốn tiền còn cái quần của mình mặc là cái quần đô trời ghét bana thì đợt mình mua dưới hai 000 ngàn mà nó hư dây kéo mình dìm phải hai dây kéo là bỏ dây kéo riêu giờ đang hai một cái dây kéo lô vô thì lúc này mình tiến hành tàu kiểu á mình dùng sản phẩm tàu kiểu để tàu kiểu nha thì nếu anh em thì sự nếu anh em hớt mà anh em xịt nước không thì rõ ràng anh em không có làm tới bước được anh em xịt nước anh em cứ dùng lượt chải thôi nó đâu có ra được tóc đủ cái cái hiệu ứng hay là nó ra đúng cái độ bớt đâu thì sự là cần một bước tạo kiểu á bây giờ mình chỉ cần chải tóc cho đẹp thôi chải tóc thì nó cũng có thì sự là cũng có kỹ thuật chải đó. anh em chải cái tóc hướng gì đâu để cho nó nằm nha còn anh em chải không đúng là chải nó bị sững lên á chạy hướng tóc theo hướng nào để nó nằm chạy hướng tóc theo hướng nào để nó phòng thì sự cái này là một một bài học á mình cũng không biết chia sẻ cho anh em như thế nào với cái cách tạo kiểu nữa chắc là anh anh em coi video mình đa số cũng là anh em làm nghề tóc á thì cái này chắc chỉ có làm lâu anh em quen thôi chứ còn bây giờ để nói rõ mình cũng không biết phải nói rõ như thế nào á phần máy thì mình chạy phòng cao cao lên cho nó đẹp ha phòng cao hết cỡ cũng được phần bên hông thì mình chạy ém về cái phía hướng cộng tóc của nó đó chảy ém về máy thì chạy cao cái phần máy nó dễ chảy lắm thì sự là khó hay không nằm ở cái phần sau lưng này anh em đang nhìn thấy tay mình đó khó hay không ở phần đó chảy làm sao để đẹp phần đó còn thì sự cái phần máy thì nó dễ anh em cứ chảy về sau hướng qua bên trái theo hướng của cái cái tóc là được mình cắt tóc là được chín điểm rồi còn một điểm là do cái lúc này nè mình có tìm được cái điểm cuối cùng hay không á thì một cái tóc được cắt ra, chải sấy, tạo kiểu ra cầu kỳ để đẹp thì anh em tự tin lấy tấm hình đó anh em đăng lên trên trên những cái nền tảng xã hội Anh em tự tin anh em đăng. Còn anh em mà cắt mà không có bước tạo kiểu anh em chỉ xịt nước anh em gần như anh em đâu có chụp hình đăng đúng không? Anh em cảm thấy cái tóc nó ra không có hết tay được anh em cũng không chụp hình anh em đăng. Thì anh em biết đó mình là do mình làm tiền không á, còn mình không biết đến anh em là do anh em không làm tiền không á thì thiệt sự tay nghề không nói ai hơn ai nhưng mà do mình làm điện không thì anh em biết đó mình những anh em đang coi video của mình thì cũng đầy anh em giỏi ra nhưng tại anh em không làm tiền không cho nên là những anh em khác không có biết chứ lúc này cũng không nói là hơn khua nhau ở đâu hết anh em thấy những ai nổi tiếng thì chắc là người ta làm tiền không tốt thôi chứ cũng không hẳn là tay nghề người ta cao có nhiều anh em coi video này của mình chắc anh em cũng nói là cái thằng này nó hớt xấu như vậy mà nó cũng bày đặt đăng video nhiều anh em hớt đẹp mà anh em lại không chịu đăng video anh em xem video thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe nha. Anh em bấm vô cái chuông để thông báo những cái video mà mình đăng lên ha. Ở đây là tiệm của mình ha. Quen Vũ Barber Shop. Ở xin chào và cảm ơn anh em đã xem video đến tận cái lúc này ha. Ở đây là cái đoạn đường trước tiệm của mình nè. Chào anh em nha.